Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Tin choáng váng toàn châu Á, hôm qua bất ngờ Trung Quốc đánh nhau to với cả Nga và Triều Tiên trên Biển Đông để bảo vệ đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, hôm qua trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ rất căng thẳng giữa một bên là phía Trung Quốc và một bên là Liên minh Nga và Triều Tiên. Khi quân đội của chính quyền Tổng thống Nga ông Putin liên minh kết hợp bắt tay với cả nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un đánh cho Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa lên bờ xuống ruộng ở ngoài Biển Đông để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Ngay từ đây, chắc chắn sẽ nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao Nga và Triều Tiên lại liên minh với nhau để đánh cho Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa ở Biển Đông. Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Nguyên nhân ở đây chính là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi trong một cuộc họp kín ở thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng trong năm 2022, Trung Quốc sẽ lấy lại một phần lãnh thổ của Triều Tiên và Nga bởi vì trong quá khứ một phần lãnh thổ này là của Bắc Kinh. Theo truyền thông của Moscow cho biết, tình báo của quân đội Nga báo tin về, nghe được tin ông Tập Cận Bình sẽ đem rất nhiều binh lính cùng xe bọc thép, vũ khí hạng nặng, máy bay, tên lửa dẫn đường đi xâm chiếm lãnh thổ của Liên bang Nga cũng như của Triều Tiên. Do vậy mà chính quyền Tổng thống Nga ông Putin đã gọi điện gấp cho nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un ra tay trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Tình báo của Nga còn cho biết, sắp tới chính quyền ông Putin cùng nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un sẽ kết hợp với nhau để phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn của phía Trung Quốc để răn đe thói ngang tàn của phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, tính tới thời điểm hiện tại thì tất cả chúng ta đều biết rằng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc là một trong những con đập lớn nhất trên thế giới. Nếu con đập vỡ thì 2/3 đất nước của Trung Quốc sẽ ngay lập tức chìm trong bóng tối và toàn bộ 13 tỉnh đồng bằng giàu có nhất của Trung Quốc, bao gồm cả những trung tâm tài chính như Thượng Hải, Hồng Kông, Bắc Kinh và đế chế cờ bạc lớn nhất thế giới là Ma Cao sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông và Biển Hoa Đông. Chính vì vậy, chính quyền ông Tập Cận Bình đã bố trí những tiểu đoàn tinh nhuệ bậc nhất của quân đội Bắc Kinh, phòng thủ dày đặc không chỉ xung quanh con đập mà từ khoảng cách bán kính 100 km. Chính phủ của Trung Quốc đã cho bố trí lắp đặt rất nhiều hệ thống phòng thủ trên cao như radar, phát hiện tên lửa và vũ khí đánh chặn. Tất cả các lực lượng tinh nhuệ của Bắc Kinh trên liên tục túc trực 24/24 giờ trước những kẻ thù và những mối đe dọa đến từ bên ngoài. Chính phủ Trung Quốc nói rằng Nga, Triều Tiên, Nhật Bản, Mỹ là những đối thủ mà dám đánh vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, cho nên họ rất dè chừng đối với cả bốn nước trên. Tình báo của Nga cho biết Trung Quốc cho bảo vệ con đập nghiêm ngặt hơn cả thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn, nơi cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình hàng ngày có những cuộc họp cực kỳ quan trọng ở đây. Và đó là một trong những lý do vì sao trong suốt thời gian vừa qua, rất nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha muốn ra tay tấn công con đập Tam Hiệp của Trung Quốc, nhưng hiện tại nó vẫn chưa bị đánh sập. Nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng hôm qua Nga và Triều Tiên đang cho tập kết rất nhiều tên lửa xuyên lục địa, tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân và tên lửa có sức công phá lớn hơn cả quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945 để hòng phá vỡ con đập Tam Hiệp xóa sổ Trung Quốc. Thưa quý vị, theo một nguồn tin thân cận cho biết, chính quyền Tổng thống Nga ông Putin và nhà lãnh đạo tối cao tài ba ông Kim Jong-un của Triều Tiên lần này sẽ quyết tâm bắn vỡ con đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn phía Bắc Kinh để trả thù chính quyền ông Tập Cận Bình vì Trung Quốc đang lên kế hoạch đánh chiếm Biển Đông, đánh chiếm Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải cùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Trung Quốc và Liên bang Nga. Một nguồn tin cực kỳ chính xác cho biết để chặn đứng âm mưu thủ đoạn trên của phía Trung Quốc, hiện quân đội hải quân không quân của Nga và Triều Tiên đang liên minh bí mật cho tập kết rất nhiều quả tên lửa hiện đại bậc nhất trên thế giới ở bốn vị trí, một là ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, hai là vùng biên giới giữa Trung Quốc và Liên bang Nga, ba là bờ biển Hoàng Hải, nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa hải quân của Trung Quốc và hải quân của Moscow, và bốn là ngoài khơi Biển Đông, nơi mà Nga và Triều Tiên đang cho hạ đặt 15 quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. 15 quả tên lửa này đang được đặt gần một căn cứ quân sự ở gần eo biển Đài Loan. Một mặt Nga và Triều Tiên muốn ra tay bảo vệ Hồng Kông và Đài Loan trước sức ép kinh khủng từ phía chính quyền ông Tập Cận Bình. Mặt khác là để tấn công đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Nga và Triều Tiên không muốn mất thời gian để san phẳng Bắc Kinh.
hai nước đều muốn đánh gọn Trung Quốc trong một khoảng thời gian nhất định để phía Bắc Kinh không kịp trở tay. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận rằng hôm qua trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa một bên là Liên bang Nga và Triều Tiên, một bên chỉ có phía Trung Quốc, hai bên đã liên tục ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu nhường bên nào. Cuối cùng, Nga và Triều Tiên đã cho nã hai quả tên lửa về phía con tàu sân bay của Bắc Kinh để uy hiếp. Hiện tại, tình báo quân đội của phía Trung Quốc tiết lộ rằng Triều Tiên và Nga đang sở hữu những quả tên lửa và vũ khí hủy diệt lớn nhất trên thế giới. Họ sẵn sàng san phẳng bất kỳ một nước nào hay bất kỳ ai trong một khoảng thời gian được cho là cực ngắn. Đây chính là lý do mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất run sợ. Hiện ông Tập Cận Bình đang cho triệu tập rất nhiều các tướng lĩnh trong quân đội của Bắc Kinh để tiến hành một cuộc họp gấp ở thủ đô Bắc Kinh để đưa ra những phương án, những kế hoạch ngăn chặn Nga và Triều Tiên bởi vì hai nước trên có ý định tấn công quân đội Tam Hiệp và quảng trường Tiananmen. Thưa quý vị, theo một nguồn tin cực kỳ đáng tin cậy từ phe đối lập, phe chống đối ông Tập Cận Bình cho biết lần này Trung Quốc khó có thể thoát khỏi án tử hình và thần chết bởi vì ngoài chính quyền Tổng thống Nga ông Putin với nhà lãnh đạo đầy máu chiến, tuổi trẻ tài cao ông Kim Jong-un của Triều Tiên thì chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cũng đang có ý định đứng sau yểm hộ, ra tay giúp sức Triều Tiên và Nga tấn công Trung Quốc. Hiện các nhà quan sát cho biết Trung Quốc đang rất lâm nguy khi cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho di tản gấp rất nhiều quân đội vào 13 tỉnh thành Trung Quốc xung quanh con đập Tam Hiệp để đi lánh nạn. Các nhà quan sát cho biết nếu như đó là sự thật thì tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đều nhiệt liệt tán dương, hoan nghênh ủng hộ, hoan hô Nga và Triều Tiên cùng Mỹ ra tay trừ khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh, trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình bởi vì chỉ có như vậy thế giới mới được bình yên. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ trang BBC News của Mỹ cho biết, không chỉ Nga, Triều Tiên và Mỹ muốn trừng trị Trung Quốc đâu, mà bây giờ Đài Loan cũng muốn ra tay bắn vỡ con đập Tam Hiệp và muốn dạy cho Trung Quốc một bài học nhớ đời trên Biển Đông. Bởi vì trong một phát biểu mới đây ở thủ đô của Đài Bắc, nữ Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn nói rằng Trung Quốc đang có ý định muốn chiếm đóng Đài Loan trở thành Trung Hoa Đại Lục, theo đúng ý nguyện của người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, một vị tướng cấp cao trong ngành quân đội của Bắc Kinh, vừa lên tiếng sẽ đánh phủ đầu Đài Loan trong một vài ngày tới để thống nhất đất nước này. Hãng BBC News nói rằng Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và đã từng đề nghị hòn đảo này trở về với đại lục theo mô hình một quốc gia hai chế độ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo tài ba bà Thái Anh Văn đã bác bỏ những điều này và tuyên bố Đài Bắc trên thực tế đã là một thực thể độc lập với cái tên gọi chính thức là Trung Hoa Dân Quốc. Còn theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết, một vị tướng cấp cao của quân đội Trung Quốc mang tên Lý Tắc Thành hôm qua đã đe dọa sẽ tấn công Đài Loan nếu như không còn cách nào ngăn cản hòn đảo này độc lập. Trong khi đó, Đài Loan đã tuyên bố sẽ mua thêm nhiều tên lửa dẫn đường máy bay F-35, máy bay B-52 cùng tàu chiến để tăng cường cho lực lượng quân đội phòng thủ trước những mối đe dọa nguy hiểm chết người từ phía Bắc Kinh. Hãng tin CNN của Mỹ còn cho biết thêm, vị tướng trên của quân đội Trung Quốc còn đặt vấn đề trong lễ kỷ niệm 15 năm ngày ban hành luật chống ly khai tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh. Ông nói rằng nếu không còn khả năng thống nhất hòa bình ở Đài Bắc, lực lượng vũ trang nhân dân của Trung Quốc cùng các nước, kể cả người dân của Đài Loan sẽ tiến hành mọi hành động cần thiết để đập nát các âm mưu ly khai. Được biết, trước đó đã có rất nhiều vị tướng lĩnh trong quân đội của Trung Quốc lên tiếng rằng sẽ dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan trong một thời gian ngắn nhất. Trước đó, thì chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói rằng sẽ can thiệp sâu vào lĩnh vực Đài Loan và Hồng Kông khi Trung Quốc gây ra những sức ép đầy kinh khủng. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo mới đây, thì ông Lý Khắc Cường đã trấn an dư luận bằng việc sẽ tiếp tục chính sách thân cận với cả Hồng Kông và Đài Loan. Hiện căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc với Hồng Kông, Trung Quốc với Triều Tiên, Trung Quốc với Nga, Trung Quốc với cả Ấn Độ đang rất cao trào. Các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết Trung Quốc nên kiềm chế và hãy tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như là tôn trọng các nước láng giềng, nếu không xung đột căng thẳng sẽ tiếp tục xảy ra trong một thời gian sắp tới. Thưa quý vị, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào trung tuần tháng 7 năm 2021, đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới thắc mắc rằng Trung Quốc là một quốc gia giàu hay nghèo. Một cuộc tranh luận về việc liệu rằng Trung Quốc là một quốc gia giàu hay nghèo đã được thổi bùng trong những tuần gần đây khi chính phủ của nước này công bố hàng loạt những dữ liệu kinh tế gây ra rất nhiều những tranh cãi cho toàn cầu. Trong tuần này, Thủ tướng ông Lý Khắc Cường của Trung Quốc tuyên bố có tới 600 triệu người Trung Quốc đang sống với mức thu nhập hàng tháng khoảng $100.
Nói một cách ngắn gọn, số tiền này chỉ đủ để chi trả cho tiền thuê nhà và ăn tiêu rẻ sẻn của một số người dân phía Trung Quốc. Những tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường đã làm gia tăng thêm lập luận rằng Trung Quốc thực chất là một quốc gia tương đối nghèo hay là một quốc gia giàu có. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà quan chức hàng đầu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc tuyên bố ở thủ đô Bắc Kinh hôm Chủ nhật vừa rồi, khi nói rằng đa phần dân số của Trung Quốc thu nhập hàng tháng nghìn đô la Mỹ trên một tháng bởi vì họ đang có một nền kinh tế mạnh nhất nhì trên thế giới. Một thống kê cho biết chênh lệch thu nhập giữa cư dân nông thôn và thành thị của Trung Quốc càng làm cho bức tranh kinh tế của Trung Quốc thêm hỗn loạn. Nếu bạn là người nước ngoài đến thăm Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, Quảng Đông, Thâm Quyến, bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên về Trung Quốc dường như giàu hơn cả Mỹ hoặc các nước ở khu vực châu Âu. Một tài khoản truyền thông của xã hội liên kết với tờ Tân Hoa Xã mới đây cho hay Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Quảng Đông chỉ là đại diện cho một phần của Trung Quốc. Có một Trung Quốc khác ở một góc tối khác mà rất nhiều người không biết tới đó. Nhờ những người dân ở nông thôn, họ chỉ có thu nhập 100 đô la Mỹ trong một tháng. Đấy là một nguyên nhân vì sao mà hàng năm khi Tết đến và khi Tết hết, người dân của Trung Quốc lũ lượt rời bỏ thủ đô và các thành phố lớn để trở về quê. Chúng ta nhìn thấy cảnh tàu xe điện ngầm nhích nhác của những người dân. Họ đang cho biết rằng các quan chức trong chính quyền ông Tập thì rất giàu có, còn người dân thì dân nghèo. Quay trở lại với câu chuyện chính quyền Tổng thống Nga ông Putin và nhà lãnh đạo ông Kim Jong Un của Triều Tiên sắp tới sẽ liên minh phá con đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn của phía Trung Quốc. Các tin tức đó chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị và các bạn vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.